Xin kính mời tất cả quý ông bà anh chị em cùng tôi cầu nguyện. Cứ là Chúa Trời là Cha yêu thương chúng con nhận biết rằng Ngài là đấng tạo dựng cho chúng con, Ngài đã tạo dựng thế gian này và Ngài lúc nào cũng thương yêu chúng con, bảo vệ chúng con. Tuy nhiên, có những lúc mà nhận để chúng con theo ý riêng, và lúc chúng con cũng phạm tội như ông bà ngày xưa đã làm, nhưng mà Ngài vẫn thương yêu, Ngài vẫn tìm cách cứu chúng con trở về. Và chúng con cảm ơn Chúa đã cho vượt qua cuộc chuyển quyền từ chính quyền cũ sang hệ thống mới. Chính quyền mới đã được trôi chảy tốt đẹp, bình an, không có sự bạo động nào xảy ra. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Vì đây là cũng như là một thời kỳ mới cho đất nước Mỹ này. Cũng như bây giờ chúng con, hội thánh chúng con cũng đang chuẩn bị một năm mới. Có ban chấp hành mới, có những sự kiện mới trong tương lai mà chúng con đang dự định. Cho hội Chúa không thương xót, ban phước cho chúng con. Như chương trình chuẩn bị là thờ phượng cho buổi Tết, chương trình thờ phượng cho buổi kỷ niệm 10 năm thành lập. Chúng con cũng lo lắng không biết rằng chúng con có thể gặp gỡ nhau, vui mừng với nhau. Vì COVID đang tăng cao trong thời gian gần đây, mà hiện tại cũng chưa có khuynh hướng nào giảm xuống rõ rệt để chúng con có thể trở về chung nhóm với nhau được. Chúng con cảm ơn Chúa đã cho con có thuốc chích ngừa để giúp cho mọi người có thể có chống được con virus COVID này. Hiện tại cũng còn đang thiếu thốn nhiều, nhưng cầu xin Chúa ban phước cho tất cả mọi người liên hệ, chính quyền cũng như cơ quan sản xuất được có nhiều và cũng cung cấp đủ cho tất cả mọi người, để tất cả chúng con có thể được chích ngừa và chúng con có thể nhóm họp với nhau có thoải mái bình thường như trước đây. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Cầu xin Chúa ban phước cho chương trình ngày hôm nay, đặc biệt cho một sự hiện trong chương trình sắp xếp internet, chuẩn bị nhà đây có phát đa chương trình Zoom ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa cũng ban phước cho được trở trại tốt đẹp. Chúng con cũng cảm ơn Chúa cho ông Dịch Đinh Thịnh đã được trở về nhà chung với gia đình trong ngày hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Vượt qua thời gian vừa qua có lẽ rất là khó khăn cho em, gia đình của anh Thúc, nhưng cảm ơn Chúa cùng trong thời gian này chúng con vững niềm tin rằng lúc nào Chúa ở cùng chúng con, giúp chúng con vượt qua thời gian khó khăn và chúng con đã học hỏi được sự bình tĩnh, sự kiên nhẫn, tin tưởng là Chúa luôn luôn. Chúng con cảm ơn Ngài. Và ngày hôm nay chúng con cũng cầu xin Chúa ở cùng chúng con trong thời giờ thờ phượng này, giúp cho chúng con bình an, hướng về Chúa tất cả mọi điều, và chúng con có thể tôn vinh Chúa, ca ngợi Chúa, như dâng hiến phục vụ Chúa. Và cầu Chúa mở lòng và chức ý trí chúng con trong thời giờ này. Chúng con cùng nhau hiệp nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Dạ, cảm ơn sư. Kính mời hội thánh cùng ban hát dẫn đồng tôn vinh Chúa bài thánh ca 56, ánh sáng tình yêu.
hội thánh. Kính mời gia đình anh Phát, tôn vinh Chúa, thánh ca 395, ánh sáng phúc âm. Thank you.
Cảm ơn Hội Thánh. Đến thì giờ là dân hiến. Kính mời Hội Thánh đồng tôn vinh Chúa Thánh ca 221 dân Chúa Thị Chung, và sau đó bà Thu Hồ sẽ cầu nguyện dân hiến. Trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời đầy tình yêu thương của chúng con. Cảm tạ ơn Chúa đã yêu thương và gìn giữ Hội Thánh chúng con trong những ngày qua được một sự bình an. Nhờ này đây, con nguyện cầu như Chúa ở cùng tôi tới Ngài là ông bà Mục sư Hiền và ông bà Mục sư Việt. Xin Ngài ở cùng với lại các bà Mục sư để cho tôi tới Ngài luôn luôn được khỏe mạnh và được đầy ơn của Chúa trong việc giảng dạy lời của Ngài cho Hội Thánh chúng con. Nguyện xin Chúa cho chúng con càng ngày càng sâu nhiệm về ơn cứu rỗi của Ngài và hết lòng trung tín trong việc hầu việc Ngài. Nguyện xin Chúa cho chúng con trung tín trong việc dân phần mười cho Chúa, để công việc nhà của Chúa ngày càng phát triển hơn. Chúng con xin dâng mọi sự trong bàn tay yêu thương của Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Hội Thánh cùng ba hát dẫn đồng tôn vinh Chúa bài thánh ca 357, bài ca hiệp nhất.
Cảm ơn Hội Thánh. Kính mời Hội Thánh nghe lời của Chúa làm nền tảng cho buổi thờ phượng sáng hôm nay. Từ chép trong Giăng đoạn 17 từ câu 6 đến câu 26. Kính mời bà Hà Hồng tuyên đọc lời của Chúa. Dạ, thầy xin đọc Giăng 17 câu 6. Con đã tỏ danh cha ra cho những người cha giao cho con. Từ giữa thế gian họ vốn thuộc về cha. Cha giao họ cho con và họ đã giữ lời cha. Hiện nay, họ đã biết rằng mọi sự cha đã giao cho con đều là từ cha mà đến. Vì con đã truyền cho họ những lời cha đã truyền cho con. Và họ đã nhận lấy, nhìn biết quả thật rằng con đến từ nơi cha và tin rằng ấy là cha sai con đến. Con vì họ mà cầu nguyện, chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ cha đã giao cho con, bởi chung họ thuộc về cha. Phàm mọi điều thuộc về con tức là thuộc về cha. Mọi điều thuộc về cha tức là thuộc về con. Và con nhân họ được tôn vinh. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian. Và con về cùng cha, lại cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh cha, là danh cha. Gìn giữ họ trong danh cha, và danh cha đã ban cho con, để họ cùng hiệp làm một như chúng ta vậy. Đang khi con còn ở với họ, con gìn giữ họ trong danh cha, là danh cha đã ban cho con. Con đã gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc. Hầu cho lời kinh thánh được ứng nghiệm. Nhưng bây giờ, con về cùng cha, và đương khi còn ở thế gian, con nói những điều đó. Hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của con. Con đã truyền lời cha cho họ và thế gian ghen ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời cha tức là lẽ thật. Như cha đã sai con trong thế gian thì con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa. Để cho ai nấy hiệp là một, như cha ở trong con, và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta. Đặng thế gian tin rằng chính cha đã sai con đến, con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con, để hiệp là một cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ và cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp là một, và cho thế gian biết chính cha đã sai con đến, và cha đã yêu thương họ cũng như cha đã yêu thương con. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ cha giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển cha đã ban cho con, vì cha đã yêu con trước khi sáng thế. Hỡi cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết cha, song con đã nhận biết cha, và những kẻ này nhận rằng chính cha đã sai con đến. Con đã tỏ danh cha ra cho họ, con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của cha
dùng yêu thương con ở trong họ và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Đó là lời Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Phần trước chúng ta đã học hỏi với nhau về sự kêu gọi với quyền năng Chúa ban cho môn đồ của Ngài. Khi kêu gọi ai, Chúa cũng ban quyền năng đó cho họ để đưa nhiều người trở lại với Chúa. Một trong những quyền năng đó là bởi đức tin mình có mà Chúa sẽ ban ơn phước cho những người khác. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về quyền năng cầu thay qua lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Hồi đầu năm tôi có ý định hướng dẫn lớp truyền chủ nhật mấy tuần lễ về vấn đề cầu nguyện dựa theo đời sống cầu nguyện của Chúa Giêsu khi Ngài còn ở lại còn ở thế gian. Tuy Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời, nhưng mà trong cương vị ngôi hai giáng trần thì hàng ngày Chúa luôn luôn cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Có khi Ngài cầu nguyện thâu đêm, có khi vào tan tảng sáng. Có điều là Chúa Giêsu thường cầu nguyện riêng tư, và đó là lời dạy dỗ của Chúa. Thành ra các môn đồ biết Chúa thường xuyên cầu nguyện, nhưng mà không biết Ngài cầu nguyện như thế nào, hay là cầu nguyện cho những điều gì. Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng ghi lại một số lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Trong số những câu đó, chắc tất cả quý ông bà anh chị em đều nhớ lời cầu nguyện thiết tha của Chúa Giêsu ở trong vườn Getsemane, phải không? Chúa cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con. Dù vậy, không theo ý con, mà theo ý cha. Ngày xưa, vườn Getsemane chắc là rất là rộng và có nhiều cây cối. Nhưng mà ngày nay thì họ xây cất đô thị, cho nên chỉ giữ lại một khu nhỏ giống như là trong cái tấm hình này. Những cây ô liu mà quý vị thấy ở trong tấm hình đó là những cây cổ thụ, nhiều khi sống hàng mấy trăm năm, có thể cả hàng nghìn năm. Tuy nhiên, không có cây nào sống sót từ thời Chúa Giêsu, giống như là cái chiếc thuyền của ông Phêrô hôm trước chúng ta coi. Nhưng mà trong cái khu vực này thì người ta xây một vương cung thánh đường, và bên cạnh là một tảng đá mà người ta tin rằng đó là nơi Chúa Giêsu đã thốt lên lời cầu nguyện thiết tha về cái chén đắng đó. Họ khắc hình Chúa Giêsu ở trên cái tảng đá đó, hình Chúa cầu nguyện một cách thiết tha. Rồi họ xây rộng ra để cho du khách khắp nơi có thể đến đó bắt chước Chúa, nghiêng mình cầu nguyện ngay sát với nơi Chúa Giêsu đã cầu nguyện hàng 2000 năm trước. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu ở trong vườn Getsemane được ba sách Tin Lành Cộng Quan là Matthew, Mark và Luca ghi lại. Nhưng mà riêng sứ đồ Giăng không ghi lại câu cầu nguyện đó, mà lại chép một câu cầu nguyện rất dài ở trong đoạn thứ 17 mà quý vị vừa nghe chị Hà đọc cho chúng ta nghe, từ câu 6 đến câu 26. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một vài ý nghĩa ở trong câu cầu nguyện rất là dài đó. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý vị có Kinh Thánh thì xin mở ra Giăng đoạn thứ 17 và cùng theo dõi với tôi. Ở trong Giăng thì các đoạn từ 13 cho đến 16, trước giả, tức là ông sứ đồ Giăng đó,
ghi lại những lời dạy dỗ của Chúa Giêsu cho 12 người môn đồ. Sau này thì 11 người trở thành sứ đồ đó, 12 người môn đồ đó, ở trong một bữa ăn cuối cùng của họ ở trên một phòng cao. Đây là cái con cầu thang mà đi lên trên cái phòng cao đó. Ngày nay người ta xây cất lại. Ngày xưa chắc rằng là không có được kiên cố giống như bây giờ. Nhưng mà đây là cái con đường, cái cầu thang đi lên trên cái phòng cao đó. Và đây là cái sàn nhà. Người ta nói rằng là nơi Chúa Giêsu và 12 người môn đồ đã giữ trong lễ vượt qua và hơn 2.000 năm trước. Thì đây là cái bữa ăn cuối cùng. Của Chúa Giêsu với lại các môn đồ của Ngài trong ngày lễ vượt qua mà các cơ đốc nhân chúng ta thì gọi là tiệc thánh. Ở trong đoạn kinh thánh đó đang ghi lại câu chuyện Chúa rửa chân cho các môn đồ. Trong đó cũng có ghi thêm sự phản bội của Giuđa và điều răn mới, rồi lời hứa Chúa sẽ ban Đức Thánh Linh cho các môn đồ của Ngài, cho những người tin Chúa. Chúa Giêsu ví mình là cây nho thiệt, rồi Ngài nói về sự ghen ghét của người đời, về đấng an ủi và lời chia tay các môn đồ trước khi Chúa lên tiếng cầu nguyện ở trong đoạn thứ 17. Chúa Giêsu xác định sự liên hệ giữa Ngài với Đức Chúa Cha ở trong các câu 1 đến câu 5. Rồi sau đó thì Chúa bắt đầu cầu nguyện cho 12 người môn đồ đang có mặt trước mặt Chúa. Rất có thể đây là lý do vì sao Chúa Giêsu cầu nguyện lớn tiếng. Mình thấy rằng là Chúa cầu nguyện ngày này qua ngày khác, nhưng mà Chúa thường xuyên cầu nguyện riêng tư. Nhưng mà trong dịp này thì Chúa cầu nguyện lớn tiếng trước mặt 12 người môn đồ. Có lẽ đó là lý do Chúa muốn các môn đồ của Ngài nghe lời cầu nguyện của Chúa. Và Chúa muốn tất cả các môn đồ đó cùng hiệp một lòng với Chúa ở trong lời cầu nguyện. Câu số 6 nói rằng con đã bày tỏ danh Cha cho những người Cha ban cho con từ giữa thế gian này. Họ thuộc về Cha. Cha ban họ cho con và họ đã vâng giữ lời Cha. Những người có đức tin thật, một đức tin chắc chắn vì biết mình bây giờ thuộc về Chúa. Câu số 7 và câu số 8 và câu số 9 nói như thế này. Vì con đã ban cho họ những lời Cha đã ban cho con, họ đã tiếp nhận, biết con thật đến từ Cha và tin rằng Cha đã sai con. Con vì họ mà cầu xin, không phải vì thế gian mà con cầu xin đâu, nhưng vì những người mà Cha đã ban cho con, vì họ thuộc về Cha. Quý vị thấy, trong Chúa Giêsu nói rằng là môn đồ của Chúa vẫn còn ở trong thế gian, Chúa không muốn đem họ đi với Chúa ngay bây giờ, vì Ngài muốn họ ở trong thế gian với một mục đích. Khi đọc đến câu 20, chúng ta sẽ thấy rõ mục đích đó như thế nào. Bây giờ thì tạm thời chúng ta cứ tiếp tục đi theo những câu kinh thánh ở trong đoạn thứ 17 này. Nhưng mà mình biết rằng chính vì Chúa vẫn muốn họ ở trong thế gian, cho nên Chúa cầu xin Cha một số điều cho họ.
một số điều Chúa cầu nguyện đó. Thứ nhất, xin cho họ được hiệp một với Chúa. Và Chúa Giêsu nói ở trong câu số 11 như thế này: Con không còn ở thế gian nữa, con về với Cha, nhưng họ vẫn ở thế gian. Cha Thánh ơi, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho con, để họ có thể trở nên một như chúng ta. Thành ra quý ông bà anh chị em thấy, mặc dù Đức Chúa Trời ở thiên đàng, giờ đây ngôi hai cũng sắp sửa trở lại thiên đàng, nhưng mà những người tin Chúa thì vẫn còn ở thế gian. Mà quý vị biết rằng là ở trong thế gian thì thế nào cũng bị thế gian cám dỗ, phải không? Trong số quý ông bà anh chị em ở đây, những ai chưa bao giờ bị cám dỗ thì xin cho tôi biết. Tại vì tôi biết rằng là chính cá nhân tôi, hàng ngày tôi bị cám dỗ rất là nhiều lần. Chúa Giêsu cũng biết như vậy. Chúa biết chúng ta ở thế gian sẽ thường xuyên bị cám dỗ. Quý vị để ý thấy ở trong một số bài giảng thì tôi thường hay dùng những câu ca dao tục ngữ của Việt Nam chúng ta để giải thích ý nghĩa của câu kinh thánh. Vì những câu ca dao tục ngữ đó phản ánh sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã phó cho loài người. Sự khôn ngoan đó hầu hết phù hợp với lại sự khôn ngoan thiên thượng. Chính vì thế cho nên khi thấy những câu ca dao tục ngữ phù hợp thì tôi thường hay nêu ra với lại quý ông bà anh chị em. Nhưng mà đôi khi cũng có sự khôn ngoan của người đời không có phù hợp với lại ý của Chúa. Ví dụ như là câu ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Câu này muốn nói rằng người khôn ngoan thì phải biết thay đổi sao cho phù hợp với lại hoàn cảnh chung quanh của họ. Phải không các? Họ ở trong bầu thì họ phải tròn, mà họ ở trong ống thì họ phải dài. Như vậy nếu mà mình chung sống với người tội lỗi thì theo câu đó chắc rằng là chúng ta cũng phải tha hồ tội lỗi như họ hay sao? Nếu mà người ta ủng hộ phá thai thì mình cũng nói theo, phải vậy không? Tha hồ sống lang chạ để rồi có thai thì phá. Nhưng mà không phải như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Kinh Thánh không muốn chúng ta nói theo sự cám dỗ của thế gian. Chính vì thế Chúa Giêsu mới cầu xin Cha hãy gìn giữ các môn đồ của Ngài ở trong danh của Chúa, ở trong danh của Cha, để dù các môn đồ sống trong thế gian, họ không bị thế gian lôi cuốn. Chúa Giêsu cũng cầu xin Cha cho các môn đồ còn lại ở thế gian được đầy dẫy sự vui mừng. Không phải là thấy Chúa lìa khỏi mình thì rồi đâm ra buồn bã, nhưng mà chúng cầu xin cho tất cả các môn đồ được đầy dẫy, được đầy trọn sự vui mừng. Và các sứ đồ sau này cũng được Đức Thánh Linh cảm hóa để viết ra lời kêu gọi chúng ta luôn luôn vui mừng trong Chúa. Và sứ đồ Phaolô viết như thế này ở trong Philip đoạn 4 câu 4. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Cơ đốc nhân chúng ta có thể làm theo được điều đó, làm theo lời của Phaolô, là vì chúng ta ở trong Chúa và chúng ta được chính Chúa Giêsu cầu thay xin cho chúng ta được đầy trọn sự vui mừng. Thành ra chúng ta rất có thể vui mừng trong Chúa luôn luôn được. Vậy thì thưa quý ông bà anh chị em, quý vị có luôn luôn vui mừng được hay là không? Vui mừng trong Chúa, vui mừng trong mọi hoàn cảnh.
Đó là lời Chúa Giêsu cầu thay cho chúng ta. Xin cho chúng ta được đầy trọn sự vui mừng. Chúa Giêsu cũng cầu thay cho môn đồ Ngài. Vì họ vẫn còn ở trong thế gian và thế gian ghét họ như đã từng ghét Chúa. Và câu 14, 15 nói rằng con đã truyền lời cha cho họ và thế gian ghét họ vì họ không thuộc về thế gian. Cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Con không cầu xin cha đem họ ra khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ khỏi điều ác. Quý vị thấy, người ta ghét Chúa, cho nên họ treo Ngài trên thập tự giá. Và nếu mà người ta ghét các môn đồ của Ngài, thì người ta cũng treo các môn đồ của Ngài trên thập tự giá. Và nếu mà họ làm như thế với Chúa, họ vẫn có thể làm như thế với tất cả các môn đồ của Ngài, với chúng ta. Và lịch sử ghi lại rằng các hoàng đế La Mã thời công vụ các sứ đồ đã rất dã man, rất tàn ác đối với những người tin Chúa. Quý vị biết ông C.R. bị treo trên thập tự giá, phải không? Treo ngược đầu xuống đất. Như giống như là tôi kể tuần trước đó. Rồi một sứ đồ khác sau 2 năm bị cầm tù tại Roma, thì sứ đồ Phaolô cũng bị chặt đầu ở bên ngoài thành Roma, thành La Mã. Vào năm 64, hoàng đế Nero đã bắt nhiều tín đồ đốt làm đuốc ở trong vườn Thượng Uyển. Tại vì người ta cáo buộc những người tín đồ Chúa Giêsu gây hỏa hoạn ở khắp thành phố La Mã. Cho nên ông hoàng đế Nero bắt một số người đem đốt để mà cho hạ giận. Và rồi ông đuổi những người con cái Chúa đi ra khỏi La Mã và họ bị tàn mạc đi khắp nơi. Và mình nói về các vị vua dã man đã đàn áp tôn giáo ở La Mã thì chắc rằng là quý vị cũng nhớ, cũng không quên một vị vua Việt Nam cũng rất là tàn áp với lại những người, những thầy tu, phải không? Có một vị vua đã bắt các sư sãi đưa đầu ra để cho vua gọt mía trên đầu. Có ai nhớ tên vị vua đó là gì không? Vào cuối đời Tiền Lê, ông vua đó là Lê Long Đính, mà còn được gọi một cái tên khác là ông vua Lê Ngoại Triều, phải không, quý vị nhớ không? Tại nó môn đồ Chúa lắm khi cũng bị ngay, không những là đã bị các vị cầm quyền đàn áp, nhưng mà nhiều khi cũng bị ngay cả các cơ đốc nhân khác đàn áp nữa. Tại vì họ hiểu lời Chúa khác nhau, tại vì họ phân giải lời Chúa khác nhau. Khi mà phong trào cải chánh khởi đầu thì nhiều vị lãnh đạo trong phong trào cải chánh đã bị các con cái Chúa trong giáo hội Công giáo La Mã, nhất là những người cầm đầu đó, các vị giáo hoàng đó, bắt giam cầm và nhiều người đã bị sát hại. Và trong suốt 300 mấy chục năm, người ta lập ra cái tòa án dị giáo Tây Ban Nha để đàn áp những người theo cái phong trào cải chánh đó. Họ truy xét những cái giáo điều mà những người đó dạy dỗ và những điều nào khác với lại giáo điều của Công giáo La Mã thì họ cho là dị giáo và họ bắt đem ra, nhiều khi đốt, nhiều khi chặt đầu, nhiều khi dìm dưới sông cho chết. Nhiều người Anabaptist đã bị chết dưới tay những người trước kia than thở là đã bị bắt hại bởi anh em trong Chúa. Thế nên quý vị thấy rằng là những người ở trong phong trào cải chánh
sau khi mà họ được mạnh mẽ rồi, họ lại quay ngược lại bắt bớ những người khác mà không có đồng giáo lý với họ. Đó là những người Anabaptist. Hôm trước thì tôi có giới thiệu với lại quý ông bà anh chị em về những người Amish ở bên Lancaster, Pennsylvania. Quý vị nhớ không? Trong cái câu chuyện nói về một người vào một trường học đó và bắn chết mấy em gái rồi sau đó tự vật. Và những gia đình nạn nhân Amish đó đã an ủi lẫn nhau và an ủi cả gia đình người hung thủ nữa. Và quý vị biết người Amish gốc gác từ những người Anabaptist ở bên Hà Lan. Xin quý vị xem bức hình này. Quý vị thấy có một người đang bị chìm ở dưới ao dưới sông phải không? Và một người kia đưa tay ra để cứu. Ở dưới đó có chữ là Dirk Williams. 1969 đó, thì cái ông đội mũ đang đưa tay ra để kéo người dưới nước đó, thuộc về nhóm Anabaptist ở Thụy Sĩ. Và vào năm 1569, ông bị những người cải chính bắt giam trong một cái lâu đài. Rồi ông mở cửa sổ ra, dòng dây xuống, ông trốn đi, trốn thoát. Và cái người dưới nước đó là cái người lính canh thấy ông trốn thoát cho nên rồi đuổi theo, và hai người chạy qua cái ao đang đóng băng. Ông Dirk Williams có lẽ rằng là nhẹ hơn vì bắt ở trong đó mà nhốt không có cho ăn uống cho nên chắc xuống cân nhẹ hơn, cho nên ông chạy qua cái ao thì không sao hết. Nhưng mà cái ông lính canh kia tới giữa ao thì bị bể đá và ông bị ngập nước. Ông ta kêu cứu, thành ra ông Dirk Williams quay trở lại cứu ông ta, kéo anh ta lên. Và khi lên được trên khỏi mặt nước rồi, cái người lính gác đó bắt ông Dirk đưa về tù trở lại. Và ít hôm sau thì ông Dirk bị thiêu sống. Người ta nói rằng là cả ông Dirk Williams này và những người kia đều cho rằng mình là người tin Chúa. Là người tin Chúa mà bắt bớ nhau như vậy đó. Thành ra thưa quý ông bà anh chị em, quý vị đã có những thái độ thế nào với các anh em trong Chúa của mình? Với những người mà mình không có hoàn toàn đồng ý về tín lý hay là về cách cư xử với lại những người không tin. Chúa Giêsu biết là các môn đồ Ngài còn ở thế gian thì thế nào cũng chịu đàn áp, chịu bắt bớ. Tại vì môn đồ của Chúa muốn giữ vững đức tin của mình. Chính vì thế Ngài đã cầu xin Cha gìn giữ họ, gìn giữ chúng ta khỏi mọi điều ác. Điều ác của những người không tin và điều ác của những người tin Chúa nữa. Chính vì thế cho nên đang khi còn ở thế gian thì con dân Chúa cần phải được thánh hóa. Sống ở trong thế gian, sống với lại những người tội lỗi, bị cám dỗ, bị đàn áp, con dân Chúa cần phải được thánh hóa để vượt ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của tội lỗi đó. Và Chúa Giêsu nói ở trong các câu 17, 18 đến 19 như thế này. Xin Cha dùng chân lý thánh hóa họ. Lời của Cha là chân lý. Như Cha đã sai con vào thế gian thì con cũng sai họ vào thế gian. Con hiến dâng chính mình về họ để họ cũng được thánh hóa trong chân lý. Xin quý vị chú ý tới cái câu lời của Cha là chân lý mà tôi in màu trắng lên để chúng ta dễ theo dõi. Ở trong lời cầu nguyện đó,
Chúa Giêsu xin Cha dùng chân lý để thánh hóa các môn đồ của Ngài. Và khi Chúa nói rằng lời của Cha là chân lý, Chúa Giêsu muốn nói rằng lời Đức Chúa Trời là chân lý có thể thánh hóa môn đồ của Ngài. Vậy thì thưa quý ông bà anh chị em, quý vị tìm chân lý ở đâu? Quý vị tìm chân lý của Đức Chúa Trời ở chỗ nào? Có phải trong sách báo không? Có phải trong các câu ca dao tục ngữ của người Việt Nam không? Hay là tìm chân lý ở trong các sách giải kinh, ở trong các sách giáo khoa dạy dỗ ở trong những trường thần học? Tất cả những tài liệu đó cũng giải bày ít hoặc là nhiều lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà theo quan niệm của tác giả, chứ không có theo quan niệm của Kinh Thánh. Họ hiểu như thế nào thì họ diễn đạt như vậy. Giống như là những điều tôi đang chia sẻ với quý vị ở đây là quan niệm của tôi. Tôi học hỏi Kinh Thánh rất là nhiều và cầu nguyện với Đức Thánh Linh cho tôi có một ý tưởng để chia sẻ với quý vị. Nhưng mà khi mà tôi nói ra thì đó là quan niệm của tôi, chứ không phải là hoàn toàn quan niệm của Chúa. Tất cả những nguồn đó, những điều các tôi tớ của Chúa chia sẻ ra, những sách vở viết về lời, giải thích về lời của Chúa đều giúp chúng ta hiểu rõ lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà trong một phạm vi giới hạn của con người mà thôi. Chỉ có lời hằng sống của Chúa ở trong Kinh Thánh mới trọn vẹn, mới không mâu thuẫn, mới không sai, không thiếu, không dư. Cho nên quý vị cần thiết phải đọc lời Chúa trong Kinh Thánh. Và khi mà đọc lời Chúa trong Kinh Thánh thấy có những điều gì không hiểu, khó hiểu, thì hãy nương cậy nơi Đức Thánh Linh, cầu nguyện với Ngài, xin Đức Thánh Linh soi sáng cho mình để mình được trọn vẹn, mình hiểu được rõ ý muốn của Đức Chúa Trời trong lời của Ngài như thế nào. Nhưng mà trong khả năng giới hạn của loài người, cách chúng ta hiểu và áp dụng lời Chúa rất có thể khác nhau đôi chút. Khác nhau nhưng mà không có nghĩa là người có đức tin, người thì không. Người này đúng, người kia sai. Nếu mà tôi tin rằng hiện nay tôi đang sống ở trong thiên đàng, thì tôi cũng gần gũi lời Chúa, tại vì lời Chúa dạy dỗ như vậy. Nhưng mà nếu tôi nghĩ rằng hiện nay tôi đang ở thế gian đầy cạm bẫy, chưa có vào thiên đàng đâu, thì cũng không xa lời Chúa bao nhiêu. Nhưng mà nếu hai người có hai sự hiểu biết khác nhau đó mà gây tranh cãi với nhau, thì chúng ta đã vấp phạm lời Chúa mất rồi. Trong số quý vị ở đây, có ai biết ý nghĩa của chữ Raka là gì hay không? Raka là gì? Đây là lời Chúa Giêsu chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 22. Xong ta phán cho các người, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán, ai mắng anh em mình rằng Raka thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lừa địa ngục hình phạt. Vậy thì quý vị biết ý nghĩa của chữ Raka là gì hay chưa? Tôi chép câu đó ở trong bản dịch truyền thống của Phan Khôi năm 1926, bản dịch Hiệu Đính 2010 thì dịch như thế này: nhưng ta bảo các con, ai giận anh em mình cũng đáng bị tòa án xét xử, ai mắng anh em mình là ngu xuẩn thì đáng bị hội đồng công luận xét xử, ai mắng anh em mình là khùng điên thì đáng bị lừa hỏa ngục trừng phạt. Vậy thì Raka là gì?
có phải là ngu xuẩn hay không, theo như là lời của các triết giả dịch kinh đến năm 2010. Mình chỉ cần rủa xả anh em mình, nói anh em mình là ngu xuẩn thôi, là mình cũng đã bị lừa, bị xét xử trước tòa công luận rồi. Bây giờ trở lại dần. Khi mà đọc kỹ đoạn thứ 17, ai nấy đều sẽ thấy tư tưởng hiệp nhất trong Chúa là chủ đề chính yếu ở trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Từ đầu cho đến cuối câu cầu nguyện đó, Ngài luôn cầu xin với Đức Chúa Cha cho chính Ngài ở trong Cha và các môn đồ ở trong Ngài, để các môn đồ, Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời trở nên một. Và hiện nay thì sự hiệp nhất này chỉ có trên nguyên tắc. Mình biết rằng Chúa Giêsu cầu nguyện cho như thế, nhưng mà thực tế thì chưa có hoàn toàn. Giống như là sự thánh hóa của chúng ta cũng hiện tại, hiện bây giờ cũng chỉ mới là nguyên tắc. Vị trí chúng ta được kể là thánh hóa, nhưng mà chúng ta chưa hoàn toàn thánh hóa. Cho nên sự hiệp nhất, sự hoàn toàn thánh hóa sẽ thực sự xảy ra khi Đức Chúa Trời tạo dựng lại trời mới, đất mới, như là sách Khải Huyền đã báo trước cho chúng ta biết. Thành ra thực tế là hiện nay chúng ta vẫn còn sống ở trong thế gian. Vì Chúa Giêsu vẫn muốn giữ môn đồ Ngài ở trong thế gian. Lúc nãy tôi có nêu ra vấn đề đó và nói rằng là sẽ giải thích mục đích, lý do. Tại vì Chúa muốn tất cả các môn đồ Ngài được giữ phần vào công trình cứu rỗi nhân loại. Chúa có thể phán một tiếng toàn thể nhân loại, những người nào mà Chúa chọn được cứu rỗi, nhưng mà Chúa không làm như thế. Chúa muốn các môn đồ của Ngài được dự phần vào trong cái công cuộc cứu rỗi đó. Chúng ta dự phần vào công cuộc này bằng cách làm chứng về Chúa cho những người chưa tin. Trước khi thăng thiên, Chúa Giêsu đã ra đại mạng lệnh cho môn đồ Ngài là phải đi nói về Chúa cho đến lúc Ngài trở lại. Vì Chúa Giêsu biết chắc chắn là sẽ có người nghe được lời làm chứng đó mà trở nên môn đồ của Ngài. Và chính vì thế, trong lúc Chúa cầu nguyện cho các sứ đồ của Ngài, Ngài cũng cầu nguyện cho những người đi sau nữa. Ở trong câu 20, Chúa Giêsu nói như thế này: Cha ơi, con không chỉ cầu xin cho những người này mà thôi, nhưng cũng cho những người nhờ lời họ mà tin con nữa. Thành ra quý vị thấy không? Chúa không chỉ cầu xin cho 11 người sứ đồ ở trước mặt Chúa không mà thôi, mà Chúa cầu xin cho những người nghe theo lời của người, các người sứ đồ đó mà tin Chúa. Rồi thì tiếp theo sau đó, họ truyền giáo cho những người khác, thì Chúa cũng cầu nguyện cho những người khác nữa, lần hồi phải cho đến chúng ta. Và tiếp tục sau này cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Tôi hy vọng rằng tất cả quý ông bà anh chị em đều nhận ra rằng chính Chúa Giêsu đã cầu thay cho quý vị hơn 2.000 năm trước, phải không? Lúc mà Chúa Giêsu cầu nguyện, lúc đó thì chỉ có 12 người mà Chúa chừa một người ra, còn 11 người, Chúa cầu nguyện cho 11 người đó. Không kể ông Judas Iscariot là đứa con của sự hư mất. Những người nhờ lời họ mà tin con nữa, chỉ về các tín nhân, kể cả chúng ta và những người mà chúng ta làm chứng cho. Ngày xưa thì ở trên Dallas, hồi đến có làm chứng cho một ông cụ già 70 mấy tuổi, người Việt gốc Hoa.
Ông nói tiếng Việt không có rành lắm, nhưng mà ông đọc Kinh Thánh tiếng Việt và ông hiểu tương đối rành rẽ Kinh Thánh. Vào một buổi tối cầu nguyện tuần hoàn, thì sau khi mà ông mục sư mời ông cụ đọc cái câu Kinh Thánh đó, câu Giăng đoạn 17 câu 20 đó, và ngay sau khi đọc xong, ông vui mừng lớn tiếng nói rằng ông thấy có nói đến ông ở trong Kinh Thánh. Và khi mà mọi người nghe ông nói rằng là ông thấy rằng là trong Kinh Thánh có nói tới ông, thì nên người ta hỏi ông rằng là nói đến ông ở đâu, ở chỗ nào. Và ông chỉ vào câu số 20 đó, nói rằng là ông là người nhờ lời của các sứ đồ mà tin Chúa Giêsu. Thành ra tôi biết tôi được Kinh Thánh nói tới, và tất cả quý ông và anh chị em cũng được Kinh Thánh nói tới ở trong câu thứ 20 này. Và sau khi ông cụ nói ra điều đó, thì một lát sau, sau khi học Kinh Thánh xong, thì ông được mời cầu nguyện. Và ông cầu nguyện cho tất cả mọi người. Ông cầu nguyện cho các chương trình của Hội Thánh. Và cuối cùng thì ông dùng lời cầu nguyện của Chúa Giêsu ở trong vườn Getsemane đó để kết thúc câu cầu nguyện của ông. Có điều là ông không có nêu ra đúng chính xác cái câu cầu nguyện của Chúa Giêsu, mà ông cầu nguyện như thế này: nhưng không theo ý cha mà theo ý con. Thế nên sau khi ông cụ cầu nguyện xong, ông cụ amen, và mọi người cũng amen một cách hết sức là nhanh chóng, rồi họ cười rộ lên và họ pha trò với ông cụ. Và từ đó trở đi, mỗi một khi nói tới câu Kinh Thánh này, tôi luôn luôn rất là thận trọng, uốn lưỡi vài ba lần trước khi nói ra để chắc chắn là sẽ nói đúng chứ không nói ngược như ông cụ, tại vì tôi cũng bây giờ cũng đã trên 70 tuổi rồi. Không ai chỉ trích ông cụ đó, tại vì biết ông tuổi già và là người Hoa, tiếng Việt không phải là tiếng mẹ đẻ của ông, cho nên họ châm chiếc cho ông cụ đó. Thành ra, nói tóm lại, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu như thầy cả ở trong Giăng đoạn thứ 17 có rất là nhiều điều để chúng ta học hỏi với nhau. Nhưng mà riêng hôm nay thì tôi chỉ lướt qua một vài điểm để nhắc nhở tất cả mọi người rằng chúng ta rất được Chúa Giêsu yêu thương. Ngay trước khi chúng ta sinh ra, ngay hơn 2.000 năm trước, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho chúng ta rồi. Và tôi được ấm lòng lúc nãy khi nghe chị Thu Hồ cũng cầu nguyện cho chúng tôi. Và tôi cũng biết rằng quý ông bà anh chị em cũng thường xuyên cầu thay cho tôi, cho nên tôi rất là ấm lòng. Và tôi càng vui mừng trọn vẹn hơn nữa khi biết rằng Chúa của tôi đã và đang cầu thay cho tôi. Quý vị có nghĩ như vậy không? Amen. Qua lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, tôi cũng biết được mục đích của Ngài khi Chúa đặt tôi trong thế gian để làm gì. Ngài hứa gìn giữ tôi khỏi điều ác, thánh hóa tôi trong lời hằng sống của Ngài, nhất là cho tôi được ở trong Ngài và Ngài luôn ở trong tôi để được gọi xây dựng đức tin cho thế gian. Và nếu tôi được như thế, tôi tin chắc rằng tất cả quý ông bà cũng đều như thế. Quý vị có nghĩ giống như tôi nghĩ hay không? Nếu có, xin đứng lên cùng tôi cầu nguyện tạ ơn Chúa về sự kêu gọi này của Ngài. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha của chúng con, Chúa ơi, chúng con dâng lời tạ ơn Chúa vì trong tình yêu thương của Ngài, Chúa đã chọn và lập chúng con từ trước khi giáng thế, để chúng con khi sinh ra thì biết Chúa
và tin Ngài và thờ phượng Ngài làm cứu Chúa của chúng con. Chúng con hết sức là vui mừng biết được rằng Chúa đã cầu nguyện cho chúng con từ hơn 2.000 năm trước, và hiện nay mỗi ngày, mỗi giây phút, Chúa cũng đang cầu thay cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì biết rằng chúng con luôn được Chúa bao phủ, che chở và ban ơn cho chúng con. Chúng con cũng tạ ơn Chúa vì biết rằng Chúa luôn đang cầu thay cho chúng con và đang kêu gọi chúng con, đang giao cho chúng con trách nhiệm để chúng con cũng đi rao truyền danh Chúa cho đồng bào của chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa gìn giữ điều này ở trong tấm lòng của chúng con. Đừng cho chúng con quên đi mạng lệnh của Chúa. Để mỗi một khi có dịp đẹp, có cơ hội, chúng con đem tên lệnh của Ngài đến cho những người thân của chúng con, cho những người bạn của chúng con, và ngay cả những người chúng con gặp gỡ ở ngoài đường, ngoài chợ. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin Chúa gìn giữ lời Ngài trong lòng chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài và dâng lời thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn sư. Kính mời thánh đồng tâm Chúa bài thánh ca Tôn Vinh Chân Thành. Tình yêu thương bao la của Đức Chúa Cha, sự hy sinh cao cả của Chúa Giêsu Christ và sự thâm công mật thiết của Đức Thánh Linh ở với lại toàn thể anh chị em chúng con. Cho chúng con luôn nhớ rằng Chúa đã cầu thay cho chúng con từ hơn 2.000 năm trước, từ trước khi chúng con sinh ra. Cho chúng con luôn học hỏi lời của Ngài ngay chính ở trong Kinh Thánh. Cho chúng con luôn luôn trông cậy nơi Đức Thánh Linh để soi dẫn cho chúng con, để chúng con hiểu rõ được ý muốn của Chúa ở trong lời hàng sống của Ngài, để chúng con làm theo, để chúng con chia sẻ với lại các anh chị em của chúng con, để chúng con đưa nhiều người đến với Chúa thờ phượng Ngài, để đến khi Chúa trở lại, tất cả chúng con được sum họp với Chúa ở trong cõi thiên đàng. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tin và học lời của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Amen. Cảm ơn sư, cảm ơn thánh. Dạ, chào chị Thủy, chị Thủy má ông, chị Thủy chào nhau bác. Chào Lan Hương. Chào đi nghe. Dạ, kính chào cô ạ. Dạ, kính chào. Đẹp bác bình thường mai khỏe đó, nhìn thấy khỏe rồi đó. Chào bà chú. Dạ, bình thường thôi, mong sinh. Dạ, ô tốt quá. Chúng ta là chúng, chúng ta là chúc ngày mai đi mổ về đầu gối. Chào chị. À, dạ, ngày mai đi tham dự cái lớp pre-op. Dạ. Thứ hai tuần sau mới mổ bác Thao. Dạ. Nếu mà ngày mai mọi thứ ok thì thứ hai tuần sau mổ. Ông bác sĩ nói rằng là mổ còn chừng một tiếng đồng hồ sau là bà chú có thể đi lại được. Thì dĩ nhiên là đi, nhưng mà đó là muốn đi nhanh, muốn chạy thì phải 3 ngày sau, nhưng mà một tiếng đồng hồ sau là đi lại được rồi. Wow.
Thì một tiếng sao là hết thuốc rồi, tỉnh rồi, đi chân kia được, còn chân này chống nạn quá. Ở đi chân có nghĩa là gia đình di chuyển cho kiếm. Đưa tiếp đi đây, đưa tiếp đi, đi về. Dạ. Mẹ của cái cô Lan Hương là nãy đó. Đó, mẹ con đó. Đó, người đó là từ sau. Ôi, chào bà dì ba. Dạ, chào bà cô ba. Dạ, đẹp con. Quý ông bà. Dạ, cảm ơn. Dạ, chào bà mục sư. Cậu khỏe không? Dạ. Các em đi về bình yên hết không bà? Dạ, dạ, tôi cảm ơn bà mục sư là dạ bình yên. Dạ. Và cầu xin Chúa rằng đó là tháng 5 thì hy vọng rằng cái số của con với lại số của chị cô mình nó thấp xuống. Dạ. Thì cháu mình đã xả để ra trường. Dạ, rồi ông bà tính dự định là về thăm cháu và dự tiệc đó đi không? Dạ. Có mấy con đến đây thì mình sợ là hình như là năm trước trường họ tổ chức rằng là cũng không có làm lớn. Dạ. Anh uống cà phê là anh tôi mình có nhiều người đánh nhanh đó. Nhìn thấy con mình ra trường mà đổ máu là đúng. Dạ. Sẽ coi như là để bắn với hội thánh chắc là hai tuần. Dạ. Một tính là buổi chiều trước đi rồi xong đó một tuần buổi chiều sau mới được này bắn. Buổi chiều nào mà ông sư đi không mà ông sư? Vậy vậy như rằng đó là cháu ra được ngày 27 tây của tôi là đi tuần trước đó cho nó hai mấy tây trước đó là bao nhiêu? Ngày 27 thế thế nào thì đi một đi từng 23 đi 23 đây. Hy vọng ông một sư sau mong cho có chích thuốc cho nó nhiều nhiều cho nó giảm bớt. Dạ. Mong sư chích chưa? Ủa nhưng mà tháng năm lận mà hả mong sư? Tháng năm lận mà. Dạ. Có lẽ lắm bây giờ. Dạ mong hơn chú là tụi cháu chưa đủ tiêu chuẩn. Chưa giờ tới họ đã biết rồi, dạ nó kiểu như chưa tới nhưng mà đã biết cái thân phận mình rằng là mình chưa đủ cái chuyện mình đang không dám kêu mày có để dành cho những người đó. Coi như mình biết thân phận mình thì thôi mình cứ ra chờ tới bao giờ người ta bảo đi thì mình cứ đi thôi. Học lấy kinh nghiệm của bà một sư đó tới rồi về. Em là bà exception đó. Khi mà BNI em lại mà cũng không cho nó em nói không có không cãi để nhường cho người khác đi. Dạ. Ông khi nào khi thả quý thì nên được chiếc số á. Thì nhân đây cảm ơn bà mục sư Diệp với cô Ngọc hôm qua đã đến nhà thờ họp với chúng tôi để ban kiểm soát sổ sách. Có sự góp ý của mục sư Hiền, mục sư Diệp và cô Thảo Thủ Quỷ. Mọi việc diễn tiến rất là tốt đẹp. Tuy nhiên kết quả sớm. Dạ ông Thảo, chiều nay tôi sẽ gửi cho ông Thảo với lại bà mục sư Việt cái Excel file. Tôi đã có 10 tháng đầu tiên rồi và cô Thảo đã upload cái hai cái bài đặt cho mình và đánh môn xuống bao nhà và đặt nó cũng nghe sẽ đèn vào rồi cái quý vị sau khi đọc cái bản nghe sẽ coi thoáng qua xem có thấy có đúng cái nhu cầu của quý vị hay là không và nếu mà cần tôi sẽ giúp để mà cung cấp cho quý vị đầy đủ mọi chi tiết. Tôi cũng nghĩ rằng là có lẽ cô Thảo sẽ nên in ra cái bản stock và mỗi một tháng khi mà chúng ta để in ra xong hết nó vào trong cái hồ sơ trong cái công đề tài chính đó. Thì mỗi khi mà mình bất cứ lúc nào mình cần theo dõi mình coi cái đề có cuối tháng đó mình kiểm chứng này giữ riêng cho nó cần phải in ra cho mọi người. Cảm ơn mọi người. Dạ. Bye mọi người. Dạ.
Cô Angela, cô Ánh Phương còn trong đây phải không Ánh Phương? Dạ con xin học sư, học sư khỏe không? Khỏe. Con hỏi là bà sư chích cô hết chưa vậy? Bà sư chưa có chích con. Dạ hồ sơ sao? Phương Ánh phải không? Ánh Phương, Ánh Phương Ánh. Phương Ánh. Dạ hồ sơ chích chưa là sư? Ông sư chết rồi. Con khỏe không lâu, má con bà muốn được con. Dạ, dạ, dạ. Về nhà có bị phản ứng gì không bà sư? Không có gì hết. Nhưng mà có người về nhà ốm 3-4 ngày đó. Nhưng mà sau khi chết có uống cái gì không? Không. Ông sư thì không uống gì cả. Nhưng mà con nghe nói có cái ngày mai đi chết cô hết rồi. Mà con nghe nói có cái ông não bên cây á, ông chết xong như mấy ngày sau chết á. Ta nghĩ là chắc phải mai kem tổ, biết mai kem tổ hay là mai đi nữa. Ôi chết đi con, đâu có chuyện đó. Có cái ông não bên cây chứ sao không chết á. Nhưng 16 ngày sau không chết thì sao á. Nhưng mà con không chết con bệnh thì cũng nguy hiểm lắm. Dạ. Nhưng mà con bạn con nó chết rồi, nó chết sâu mà nó không uống thuốc là nó vật dữ lắm luôn á. Cho nên con sợ quá, con phải đi mua cái thuốc mà nó chỉ á. Giống như trước khi chết uống được, sau khi chết uống được để tránh bị thành mệt. Con hiện rất là cẩn thận, vậy là con cẩn thận quá.